Hello mọi người, hôm nay chúng ta chơi Minecraft theo phong cách thiệt là đẹp mấy bạn. Mấy bạn thấy mình đang chơi Minecraft phiên bản RTX không mấy bạn? Ủa sao lắc quá vậy? Ôi, đây, từ từ bạn ơi, sao lắc quá? Thì Minecraft trên bản Windows 10 của mình nó mới cập nhật mấy bạn ơi. Cái gọi là ray tracing gì đó mấy bạn. Anh không biết nữa nhưng mà hình như là nó... Nó có vẻ hơi lắc. Không phải nó hơi lắc nữa mà nó lắc một cái cách phải gọi là Kinh dị. ok hơi lắc rồi không không tại máy à máy bà không có ray tracing á, máy bà không xài RTX á, Chị có bà không thấy hiểu nó cảm sáng giác đâu. bóng không? Chị có thấy nó sáng bóng không? Ừ. Chị thấy nó, Nè, thấy chị thấy có ánh thấy nó nắng đẹp không? không? Thấy ánh nắng không? Đây nè, có nắng nè. Rồi Rồi vậy là bà xong. không có ray tracing rồi, bà không hiểu được đâu. Chị không hiểu được Thì đâu. chúng ta đang chơi Minecraft phiên bản siêu đẹp mấy bạn, này là do chính chủ update nha mấy bạn. À mình quên nữa, mình không có cam mấy bạn ơi. Hôm nay cái cam của mình hình như nó bị đứt bóng của tỏi rồi mấy bạn. Cam phá là tốn tiền nữa rồi, khổ tay Thiệt cái nữa cam rồi. bị hư rồi mèo ơi, tôi nói thiệt Nó á. cam hư rồi, tốn tiền nữa rồi, mệt Đúng hả? mỏi. Sao sao nó hư ta? Tôi không Lâu hiểu. ngày không xài quá nó hư á. Cam Là cam hư là do cam chúng ta không xài đó, tôi hiểu không biết là sao nó hư luôn các bạn, thôi chịu thôi các bạn ơi. Thôi kệ, hôm nay chúng ta chơi Minecraft ở phiên bản này thì mình không biết nữa, cái này có easy mode Mà cái nè, này là normal và cái hard. gì? Cái Ok này mình là cái chơi gì? Trước normal cái đã. nha. Cái này là cái gì? Từ từ để tôi giải thích cho, tôi chọn chế độ xong giải thích cho. Cái này là Minecraft theo cái chế độ gọi là mình quánh, mình lên cấp, mình mua đồ, mình đánh tiếp, Wow. hiểu không? Wow, mình đánh, mình lên cấp, mình mua đồ, xong rồi mình đánh tiếp. Mình đánh tới khi nào mà không còn cái gì cho mình đánh thì thôi. Kiểu giống như Minecraft Dungeon mà giúp trình thứ nhất đúng không? À, nói là vậy đó. Dứt. Rồi. Đây. Từ từ, Wow. không nghe chị Banda nói gì đâu, từ từ để tôi chỉnh nó ra đã. Rồi, nghe chị Banda nói chưa? Alo. Alo, Ôi, ẵng ẵng đẹp. Đẹp quá mọi người. ẵng lên chị Banda. Nè, giáp da nè. Wow, nhìn khoan khoan, nhìn cái Minecraft nó đẹp thiệt Đẹp hả? á mèo. Đẹp hả? Đẹp không? Chắc không? Quá Ê, đẹp nhìn cái mặt luôn. tôi nè, nhìn cái mặt tôi nè, trời quá trời đẹp luôn. Ui. Chị Banda đi, cho em nhìn chị Banda thử coi. Trời đẹp, đẹp, Ui, đẹp. chị Banda nhìn đẹp. Đúng rồi. Ôi. Ủa não quá, cái mặt bả đẹp bây giờ. Ôi sao Thấy không? sao tôi cũng nhìn đẹp nữa nè mọi người. Ai nhìn cũng đẹp hết trơn à. Minecraft này đẹp đấy. Ê, đó nghe nè. Vô cho cái kiếm cây dao gam để Ui quảng nước cáo đẹp, nước đẹp, nước đẹp. nè. Ồ, đúng rồi, nước này Rồi nè. bắt đầu nè. Nước đã, nước đã. Shop nhấn vô đây. Ui mua vũ khí mèo. Ủa, có tiền hả? Mua, nhìn số tiền mình đi, đi về. Không có tiền, leave shop mới được. Rồi đi ra đây nè. Không Giờ là được. chúng ta phải đi đánh chúng ta mới có tiền mua đồ được mấy bạn ơi. Cái Đây. này giống như cái dungeon mà mình đi quá ta, phải không? Ok, ôi ôi lắc quá. Phải đi theo cái đường mòn không? Rồi chắc là vậy á, tôi thấy cái đầu của Banda sao gắn với cái tay vậy, tôi thấy cái đầu Không, này cũng vậy nè. gì kỳ vậy? Không, tôi thấy trơ trơ, tôi thấy bình thường rồi. Tại vì tôi Rồi mới vô xong. shop xong á, thôi kệ đi mấy bạn ơi, mình thấy mình đẹp là được rồi, Đây mọi người tại xấu ông cũng ray được tracing á. Rồi, quay một. Mình đánh nhau hả ta? Rồi, rồi, rồi. Kệ kệ, quá giật, quá giật. Bấy ngưu Từ từ, cho tôi chỉnh âm thanh lại cái đã. lẹ lên. Ủa, đã quá rồi. Ôi quá đẹp luôn. Ông ra ông coi nè, lẹ đi, Rồi, lẹ đi. xong. Quá giật bí ngô nè, Ôi, quá giật đau, nè. đau, đau. Đó. Đây. Nè, 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 Quá nè, giật trên bí đây, trên ngô, đây. bí ngô, Ôi, bí ngô, bí ngô, bí bí ngô ngô. Em nè. mấy con mực luôn nè, đây Ôi, đây. mà nhìn đẹp lắm mày ơi. Đẹp quá hang, đã hang. Ông cứ bò lên, 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 lên Mà tôi stream thì nó bao luôn mày ơi. kìa. Gì vậy? Lắc hả? Chắc tôi phải mua máy mới quá. Rồi, xong Ôi, luôn rồi. thiệt Mày, hại chị không có mát luôn. Giờ cái gì cũng Đòi hả? nâng cấp hết mèo ơi. Cái gì Mà cũng tôi phải nâng thấy cấp mèo xấu rồi. quắc à. Nhìn mèo Tôi đúng kinh nào mày? dị. Thôi Hồi mà nãy tôi kệ. mới đẹp dơm dơm, tôi nhìn kinh dợ, kinh dị. Tại vì mình vô shop với bạn, bây giờ mình đừng vô shop nữa bạn ơi. Ui, quay À, hai quay thứ rồi. hai rồi. Ô. Tôi được 40 candy, mọi người được bao nhiêu? Tôi cũng được 40 Hình như vậy. là Xài chung tiền, chung xài tiền. chung tiền, xài chung tiền. Kìa, quá giật Mày, bí ngô đã tiếng la nữa kìa. Mình lấy cái chết mày dao nè. quýnh thử coi. Cái Cái dao gì? găm này mình gọt bí ngô hả chị Banda? Lấy cái dao Mày găm này. nè, chết Vũ mày khí chúng đi. ta không. Ê, ma cây, ma cây ghê quá. Ôi có ma Ma cây cây gọt bí nè. ngô nhìn mắc Từ cười từ quá. bí ngô biển thành ma cây mày ơi. Trời ơi, mày ma cây nè. Woo! Rồi. Mày 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 mày. Má Ê, cái của ơi, ma mày nhìn cây nó này không quá kinh dị trời bằng đẹp mèo của chị luôn. Banda đó. Cái gì? Ma cây này nó chưa đủ đô hả? Tôi thấy ma cây này không kinh dị bằng mèo của chị Banda. Cái này đỡ là mình phải đi, mình phải chui vô trong mấy cái đường hầm tới Ui, thôi ha. ui da, Nó cứ mày nhào mày ở mày đây mày. mình quýnh á mọi người. Đúng rồi, nó cứ nhào vô mình đập cái đầu nó thôi mọi người ơi. À, cái này là mình đứng giữa cái ruộng quắp hay gì Mày nè, là giống ra cây Hà Nội, nè. giống cái ruộng quắp không? Gà. À, chạy nhanh quá hồi Đâu nãy. mấy con nào ra đây nữa, Redwood từng trị hết coi. Đây 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 Ê đây, bây chị giờ thấy mình mình đứng gần cái mé này nè. Tôi thấy là giờ tôi đứng tôi dòm mọi người đánh đi. Rồi mọi người đánh đi tôi hưởng Tôi tiền mọi cũng người ơi. thấy là mình nên đứng chờ nó lại gần mình đi mình đánh, Mày chứ mày mình mày đừng có mày mà Đúng lại đi rồi. xa quá không Ê mình đánh. mèo, chơi game Minecraft Dungeon á thì mình thích góc nhìn thứ nhất, còn chơi Minecraft trong Minecraft này mình thích góc nhìn thứ ba mọi người. Phải không? Chơi ngược đời. Kìa, quay ba, Kìa có kìa con gì kìa vậy? kìa Có con gì nó hút Cái giật con là gì giật á? giật. Con gì á? Cây đèn hả?
The hell? Cái đèn là phải không? Ờ, chắc là cái đèn chết. Rồi. Thôi mắc cười. Ờ rồi, nó té rồi, nó chết. Nhảy cà tưng ra mất anh Thi mày ơi. Mày, chết mày đi. Mắc cười quá à. Cây đèn, tào lao. Trời ơi, cây đèn, cây đèn, cây đèn, té mày chết chưa con? Trời ơi, quýnh lên. Nhìn cái con quá vậy, quý ngô này mắc cười quá à. Ờ, có con này nhìn kiểu đúng mắc cười luôn á. Nó rồi, mười cũng dây đó hả chị Banda? Ui dây. Thôi bây giờ mình ra đây mình đứng mình dòm đi các bạn ơi. Kìa, cho mẹo chị Banda đi nha mà chặt mấy bạn. Em cứu chị, em cứu chị. Em cứu chị, chị Banda. Ê mèo, mèo, mèo vô phần skin, mèo đổi ra skin bản gốc của Minecraft á mèo. Phải không? Mèo đổi skin của nhà phát hành á mèo là bảo đảm game không hư á. Ok, à bảo vệ tôi đi. Ok, tôi bảo vệ nè. Mèo đổi thành Tôn Ngộ Không hay là Tư Bắt Giới hay là Sa Tăng gì đi mèo? À, tại sao tôi phải đổi vậy nhỉ? Không, thì vậy nhìn nó ngầu mèo. Ờ bây giờ để đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Tôi nhớ rồi đó mèo có mà. Ui da, ui da, lắc quá, lắc quá. Giờ muốn lắc quá cho. Ui, ui da. Rồi chị Banda, chị giúp em cái chị Banda. Em đang bị chưởng á chị Banda. Tôi đang bị quánh túi bụi hay gì nè. Đấy, rồi sao mèo ngậm túi tỏi. Chết em luôn. Sao mèo hồi sinh mà đúng không? Nè mèo hồi sinh nè. Cái mèo là si tiếp rồi. Ok vậy được rồi đó. Ê bây giờ mình ra mua đồ không? Ôi tôi lượm được cái gì nè. Đâu? Ủa? Equipment tôi biết. Ê đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra. Ủa cho tôi hót ra, cho tôi hót ra. Có ra được không? Không cho ra mẹ mọi người ơi. Cái này mình sẽ xong 10 quay của nó hả gì á. Ê mình có 38 quả táo nè, ăn cho hết đi. Ờ hình như nãy coi mình cho mọi người bị lắc game hay là mọi người bị lắc âm thanh mọi người. Anh thấy mạng hay là mạng lắc. Anh thấy mọi anh đang coi trên điện thoại của anh đâu có bị lắc đâu. Có ừ, tôi nói thiệt mà, tôi coi trên điện thoại mà. Đúng rồi, càng ngày càng đông. Sao lưng chị kìa chị Banda, để em cứu chị Banda. Ui, chết mày đi. Hai thằng giải cứu. Ui da, hết hả? Quái vật biến ngô. Quái vật biến ngô, biến ngô với tao nè. Chết mày đi. Rồi, xong chưa? Ui, tôi thấy trong góc. Đây, đây, nó chung ra nè. Cầm cái ruộng bắp nó chung ra mấy bạn ơi. Ui, mấy con này trong ruộng bắp gớm quá. Nó cứ bàn bàn trong ruộng bắp nó chung ra hoài. Làng bàn, làng bàn, kinh dị. Trời, nó dí, nó nhào ra, nó táp kìa. Con biến ngô này. Mẹo chị Banda đánh đi, em đang đứng em dòm hai người thể hiện nè. Ờ đúng rồi, dòm đi. Quýnh đi, nó phụng dòm nữa. Bố phụng dòm đi. Trời ơi, đằng nào mình cũng được tiền mà mình phải dòm chứ. Nó lết đã ra. Trời ơi, ba con biến ngôi nó lết. Tôi đâu có đây đâu. Nó lết với mấy con bạch tuộc nó cả. Ok, đập nó nè, đập nó nè. Sao quýnh sao không làm được cái bí của nó ha. Ui, chắc anh phải tắt. Ê, ê. Chúng ta có nên ra tắt rồi tết đi không mọi người? À nên chứ. Đúng rồi, tắt đi, còn chị không có lắc mà sướng chết. Mình sẽ tắt rồi tết đi mấy bạn ơi. Trong lúc đó tôi sẽ hai đầu luôn. Holy shit, RTX của mình. RTX của mình nó lắc. Ê, hình như ở đây nó có global RTX không? Hình như là không mấy bạn ơi. Không có bạn ơi. Ok, tắt cái RTX đi rồi nè mọi người. Đó, tắt cái là đỡ lắc hẳn luôn á. Ủa đồ của tôi đâu rồi ta? Ui, tôi vô được rồi nè mà, mọi người ơi. Sao? Nè, tôi vô được rồi nè, không có RTX nè. Nhưng mà mình vẫn phải tiếp tục đánh mấy bọn này tiếp mẹ ơi. Chết tụi bay đi. Tôi hỏi ra tôi phải mua cái giáp nào với cái kiếm nào mạnh mạnh chứ mới được. Cái mấy con này nó trâu quá mèo ơi. Không. Đúng rồi, vô lẹ đi phụ tôi đánh nó mèo. Bây giờ nguyên bảy đánh mình tôi nè. Ôi, Quang Thanh đây nè. Ờ, đâu? Quay năm. Holy shit. Tại sao nhiều quay vậy? Cho quay tôi năm. Cho tôi ra khỏi đây đi, tôi muốn mua đồ. Tôi muốn đi mua đồ. À, tôi chạy vô ruộng được. À, tôi chạy vô ruộng rồi nè mèo. Chạy đó được hả? Được. Chạy đó trốn đó, chạy không được, không được, không được. Chạy không được nữa mèo ơi. Chị vô tới đây thôi rồi không cho ra nữa mèo. À! Rồi tôi đói bụng nữa rồi. Đó, tắt cái rờ tết là hết lắc liền. Rồi đúng rồi mấy bạn ơi, hình như anh bên màn hình anh thì anh không thấy lắc đâu mà kiểu mọi người xem mọi người thấy lắc hết mọi người. Đúng không? Tôi nghĩ là vậy. Mày, chết mày đi. Đồ mày. Không nhớ luôn á. Ủa sao nhiều quái vật quá vậy? Thôi đi mà, thôi đi mà. Ê mọi người, vô phụ tôi cái mọi người, nãy giờ tôi đứng tôi dòm rồi, bây giờ mọi người phải vô phụ tôi chứ. Okay. Chứ em lại thấy em sắp chết rồi đó mọi người ơi, cứu đi. Cứu mạng đi. Cứu mạng tôi ơi. Tôi sắp phụ dòm tới nơi rồi nè, chờ tôi một chút. Trời ơi, tài khổ thiệt sự luôn á. Rồi xong chị Banda, chị vô là xong em quánh chết hết tụi nó luôn rồi đó. Kìa. Đâu rồi, đâu rồi, đó. Sao chị làm ông gì hay ghê vậy chị Banda? Trời ơi trời, bà làm cái con gì vậy? Tôi vô giải cứu. Dạ chị đàng hoàng không? Chị đàng hoàng mà. Trời ơi tài. À chết. Biết chết liền. Vô lại đi. Rồi nè. Biết chết liền, cứu giới. Rồi ok, bắt giới vô tới nè, chạy đi. Ui da, đau.
Mấy cái con này quánh đúng đau luôn á. Nó nhẹ xíu chắc chết. Rồi nè, thấy tôi chưa, thấy chưa, thấy chưa. Thấy mèo, mèo là xì tiếp. Hay á, mèo xì kinh, xì tiếp. Chứ là bắt giới. Trời ơi. Mày mèo làm sao mày không sao chứ gì. Mèo chỉnh thành skin thường của mèo đi mèo. Ui, ui, đó, thấy chưa, được liền. Ê, cứu tôi cái, tôi sắp chết tới. Rồi, tôi chết. Hay thiệt chứ. Chết chứ có bị trừ tiền. Vậy nào mới có boss ta. Chết chứ có bị trừ tiền không, này quay máy không, chết không bị trừ tiền, này quay 6 rồi, mình chơi qua quay hình như mình chết. Vậy mà chơi tới chết á, mình mới có được tiền hay sao mọi người ơi. Chuyện ta là gì vậy, nè, boss nè, boss. Đây. Ừ, ui, boss bù nhìn. Bù nhìn một mắt. Ui, biến rồi. Ui, nó biến rồi, quả kìa. Quả, quả, quýnh quả. Ui, quýnh nó chị Minh A. Hồi bé tiền cho sách bù đầu. Ui, Lóc Xay Ninja Go, mèo ơi. Nó chơi thì kêu Lóc Xay Ninja Go. Ui, đau quá, tha cho em anh ơi. Đau, nấp sao có cây này cho nó xay. Đó, ui lại gần á, nó sấy chị Minh Đa ơi. Ui nó búa Minh Đa kìa. Ôi chị Minh Đa muốn nó chết luôn rồi. Đâu rồi mày. Ôi. Level fail. Ủa. Hay lắm chị Minh Đa. Hay lắm chị Minh Đa. Ủa. Tôi vô shop tôi mua đồ. Chứ sao mày không đánh nó? Ai biết đâu, mọi người muốn đánh thì mọi người đánh đi. Tôi qua shop tôi mua đồ. Ừ, chắc thì giờ tôi đang mua đồ nè. Ê, hình như tôi mua là được cho tất cả mọi người á. Chắc vậy á. Chắc một người mua. Ê, bây giờ mọi người nên chọn mua giáp hay mua kiếm mọi người, mấy bạn comment xem nào mọi người. Mua kiếm cũng được. Ui, con kiếm này nhìn đẹp lắm nè. Kiếm ác quỷ. Sắm đi. Ủa, có cái giáo nữa nè, đẹp quá. Kiếm mà kiếm ác quỷ là nghe nó hết hài. Ui, có nón phép thuật, đùi gà và táo vàng nè. Còn cái này là gì đây? Bùa, có bùa mấy bạn. Ok. Bây giờ mua cái nào mọi người? Kiếm. Mọi người comment là kiếm hả? Kiếm, anh ơi, kiếm. Ok. Yeah, mình sẽ mua kiếm. Bây giờ thì mình có 910 vàng và 140 linh hồn. Để coi cái kiếm này có giá bao nhiêu. Mình lựa cây nào đẹp nhất đi ha. Mình lựa cây này. Thôi, từ. What? 4.000 candy. À, 4.000 kẹo và 560 linh hồn. Mình chỉ có 140 thôi. Nhìn kiếm nó đẹp. À. Nhưng mà mình không đủ tiền mua bạn ơi. Kiếm này 720 và 160, mình cũng không đủ tiền mua luôn. Kiếm sao? Này 1.000. Ok, không đủ tiền mua luôn. Đâu? Kiếm đâu? Em đang trong shop nè, có cây này nè, 800 kẹo. Ơ, cây này nhìn cũng được mọi người, mình mua cây này đi. Mua cây này nha mọi người. Cái này nhìn nó cũng được, cũng được. Cây này không biết bao nhiêu sức tấn công nữa nhưng mà cũng được. Nói chung là ok, mua. Đó, mọi người có kiếm. Ê, sao đủ thì gia đình xài nha. Ờ, à, rồi chị bên đây, chị có kiếm mới chưa? Chưa xài mình nè. Chị có kiếm mới chưa? Chưa. Chị diễm cho em vòng trong kho đồ chị có không? Có mới lạ, có hai cây này nè. Ok. Chị có mất tiền không chị Manda? Ờ, 140. Rồi vậy là chị mất 30 rồi đó. Dưới. Rồi để em lấy cho mọi người cây Bonnie. Tại vì em mới mua là em phải lấy hết cho mọi người. Đó. Nè, cho chị. Rồi xong. Mèo ơi. Ok. Rồi tôi hư hết giáp rồi đó. Bonnie. Rồi. Emergency reset, nope. Tôi không cần mèo. Hay quá mèo, mèo là xì tiếp. Ờ, tôi nghĩ cái update này nó thật là vô dụng. À, hình như là nó bắt mèo phải xài cái skin đó đó. Rồi xong, cầm kiếm mới đi, mèo mạnh thật lắm. Thật là vô dụng. Rồi, cái kiếm này mạnh lắm. Ra nè, ra chiến trường. Ủa đi nữa hả? Ủa, hình như là mình có đường mới không? Nhiệm vụ này, Abaddon. Abaddon này có feel á. Vườn ngô bỏ hoang này. Mình phải hoàn thành nhiệm vụ này mọi người ơi. Vườn ngô bỏ hoang. Ủa mình hoàn thành rồi mà ta. Nhưng mà kiểu mình giết boss, hình như con boss nó bị gì á. Vậy như chị Panda bà giết boss nó tức quá nó không chết luôn á. Rồi luôn bây giờ lại mình kiếm thêm tiền, mình farm thêm tiền mua giáp nữa mèo. Ở cái chỗ này dễ kiếm, mình mới mua mạnh lắm. Phải không? Ừ. Tôi phải game mua A. Mà dễ thì mấy qua mấy con kim sẽ mạnh lên. Nè thì bây giờ mình bắt kiếm mạnh nè, giờ mình chém đi. Giờ mà. Mày mà. Đâu, mạnh hơn mà. Cây này mắc tiền mèo. Ê, cây này chặt cái là chết á. Ê, tôi có cây tâm xỉa răng nè, để tôi xỉa bọn này coi. Cây tâm xỉa răng đó không xỉa được gì đâu, răng không nhiều mà xỉa chưa được. Ui, hai cái là chết, giỡn. Phải không? Ừ, tôi xỉa hai cái là chết cái con đó. Hồi nãy trời sáng nó khác, trời tối nó khác hả mọi người? Ờ, nãy là có RTX nó khác. Giờ là mình không có RTX là nó khác. Ờ, ra vậy. Hiểu không? Ôi, nhanh thế. Mình chơi RTX nên mình tắt RTX rồi mấy bạn ơi. Bởi vì chơi nó chỉ cho lát đó anh chị. Lát quá. À đúng rồi, RTX lát lắm mấy bạn ơi.
Bây giờ mình không Ui có da, chơi được tiếp đánh nữa. nhau Ngày được mai mình Ê, sẽ tồn giờ nha mấy bạn. Ba chảo đi. Ngày Ê, mai mình chơi mày. Nóng trải tiếp nha. Rồi bây giờ hơi trễ với cam của mình nó đứng bị hư rồi. Mình không có đứng chơi nóng trải là rồi. Mình tam giác đi. Đừng mày, chạy vòng vòng nữa. Đứng ba chảo đừng chạy chạy hồi đói. Không có đồ ăn đâu. Đứng ba chảo hình tam giác nè. Đó. Rồi. Đi thôi nha. Em ở đây. Đó vậy đây. Ờ, chị đứng chị có vẻ như kia. Ở đây không có ai cho em hết chị Banda nên em phải xây đầu. Xây đầu đi hết. Đứng dòm sau lưng giùm nhau đi. Thì tôi đang đứng tôi xây đầu nè. Đứng dòm chị đông dữ vậy. Ai biết chị Banda? Oh my god. Hình như có mình chị Banda quánh luôn mấy bạn ơi. Mình là xây đầu là hip hop rồi. Ok. Em có thể vừa xây đầu vừa đánh được mà. Rồi. Em mệt mấy bọn này quá chị Banda, em đứng là nhảy hip hop. Sao lưng chị có Yeah. Rồi hết rồi đó. Sạch rồi đó. Quay ba nè. Vậy ạ? Rồi quay ba kìa. Quay ba ok. Bên chị Banda kìa. Đâu? Có không? Có cái chỗ chị Banda không á mà là chỗ này làm gì có à. Đúng rồi. Chỉ có chị Banda núp mới xuất hiện thôi. Ken ken. Nè 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 nè. Mày. Len ken len ken. Mày chết đi. Đúng là tao gọi giờ chưa lú ra khỏi cái đám này nữa. Có cái súng không ta? Tôi muốn dùng súng tôi bắn mấy con này quá. Chó lẹ. Đang lết ra nè, bò ra nè. Tèo, tôi chỉnh âm thanh là cái nhạc mày lết quá. Mày lết. Mấy cùng mà lết. Ê mèo trong đây giờ có cho chỉnh nhạc nữa mèo. Mèo. Vậy. Trong đây giờ cho chỉnh nhạc nữa mèo. Được rồi đó. Vậy là tiếng riêng nhạc riêng rồi hả? Đúng rồi, vui lắm. Ủa sao bỏ vị trí vào mày hết? Tại tôi thấy bà Banda cực quá, tôi qua tôi giúp bà. Vậy em đổi chỗ với bà đi. Lên nhìn thân. Từ cái gì chị Banda? Mày đổi chỗ hay đổi chỗ hay người đổi chỗ hay không giờ chỗ tôi nhiều mèo tôi muốn đổi chỗ này đúng rồi nè tại hồi nãy chị lo chị nhanh qua bên mèo quá rồi xong hết rồi đó bây giờ có boss là 5 người 3 người bu vô quánh lượt nha đừng để con boss nó chạy nha quay 5 là tới boss á đảm bảo quay 5 là tới boss đó chị Banda chị Banda làm gì làm đi ừ giờ phụ chị Banda đi ê 3 người mình bu vô quýnh con nó đi cho lẹ hơn 1 người quýnh á đúng rồi 3 người quýnh mấy cái là chết nè trời ơi ít xỉu à mình đứng đi mình chạy quá mà mình đói nhảy lên chặt hai cái nhảy lên chặt hai cái là nó chết không ông đứng yên chỗ chặt hai cái nó cũng chết vậy đâu nè 1 2 đứng yên chỗ chặt chết à 3 đứng yên là 3 cái nữa là 3 cái còn cái con mèo mày nhảy lên mèo chặt hai cái là gốc cây chết giờ tôi đứng tôi chờ trong bụi lùm nè nhảy lên nè 1 ui sau lưng kìa sau lưng quay đầu lại đúng rồi quay đầu mèo nói tôi tưởng nó tôi không á mèo tôi nói tôi chị Banda mà chết cưng kìa mèo ơi tôi dí cưng kìa em thấy rồi hai đứa là chơi trời ơi chỗ của mèo đông chỗ tôi vắng toàn là mấy trái bí vô dụng không à ông muốn đổi chỗ không ờ không tại vì tôi đang đứng chỗ này đẹp rồi ủa sao giờ tiền ít quá ta có 456 hả không biết kiểu lần đầu tiền nhiều hơn hay sao á mọi người ơi cam của mình bị hư rồi mấy bạn ơi mai mình coi cam cách nào sửa cam mình bực mình quá cam mình chưa hết quay á hiểu không gì mình chưa hết quay á ok mày chết đi mấy cái con này chết đi rồi xong kìa bên chỗ ông dí bà bên đây đâu còn không á nó ra đâu thấy ông nó nhảy qua dí bà bên đây ờ sao cái khu vực này nó toàn qua chị Banda là nhiều mấy bạn ơi tại ông đi á khu vực này là khu vực ngồi mát ăn bát vàng đúng rồi đó đứng nó phụ dòm không à yeah xoay đầu là hip hop khu vực đứng phụ dòm không có cái đó là có quy tắc riêng quay năm bay là boss chưa tôi quay 6 mới boss quay 6 á nè chưa cũng đang có tiền mà tôi đang có thanh kiếm diệt quỷ ở đây nè thanh kiếm diệt quỷ hả mày nè bữa nào tôi cũng phải chế cái thanh kiếm diệt quỷ mới được ok đâu rồi mày chết nào, chết mấy đi mấy con yêu quái này tôi sẽ tiêu diệt các ngươi mấy yêu quái này giờ chạy vô lùm nấp hết bạn mình phải xây đầu mình chờ nó ra mày nè đang xây đầu thấy đi được vùi lùm đi ra hên là xây đầu chứ không phải đang tiểu là đi ra là chết luôn trời ơi từ mấy cái con này lông thương mèo á đâu ra vậy ta từ con biết lẹ đi tôi còn quánh con bot nữa chờ nó thiệt là lâu luôn mấy bạn em muốn tăng độ sáng lên đợi em xíu à đúng rồi tôi cũng muốn tăng độ sáng lên mèo video bitray đây phần ở trên cùng mọi người ơi bitray phải không ừ tăng rồi ôi mấy cưng hình như là tôi bị cái gì mà tôi lát rồi nè bị cái gì tôi có bị gì đâu không tại mẹ bị yếu á mèo bị triệu chứng máy yếu á máy dạng hết hàng sử dụng á mèo tới giờ có thay máy mới bây giờ lại lát cũng không hiểu nổi gì hồi nãy thì bình thường còn giờ thì lại lát không biết ai biết đâu mày chết đi chạy từ đầu tới giờ chỉ mất mượt
Đúng rồi, máy chị Panda là máy cũ mà xịn. Chị mất rượt luôn á. Ôi, đúng là chung vô đây quá không có